Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm Nhân dân và thẩm phán ở hai cấp tỉnh Đồng Nai. Trong hai ngày này, các vị hội thẩm, thẩm phán được nghe báo cáo viên truyền đạt một số vấn đề về kỹ năng giải quyết tranh chấp có liên quan đến quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy quyền sử dụng đất, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xét xử, truyền đạt kỹ năng xây dựng hồ sơ trong các vụ án dân sự, hành chính. Việc tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các vị hội thẩm nhân dân, thẩm phán tòa án nhân dân hai cấp là nhiệm vụ thường xuyên và cần thiết nhằm bồi dưỡng bổ sung những kiến thức pháp luật mới, đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ xét xử, trao đổi giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xét xử hơn nữa tại tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đồng Nai.